Xin chào và hân hoan chào đón quý vị đến với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi cống hiến và tận tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân. Với hơn một thế kỷ phát triển và cam kết đồng hành cùng cộng đồng, chúng tôi tự hào giới thiệu Khoa Nhi, nơi đã mang đến hy vọng và niềm tin cho các bậc phụ huynh cũng như các thiên thần nhỏ bé. Khoa Nhi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ra đời vào ngày 1 tháng 6 năm 2023 với mục tiêu cung cấp chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nội nhi. Đội ngũ chuyên gia tại đây đều là những bác sĩ tận tâm, giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao đến từ Trường Đại học Y Hà Nội. Trong số đó có Phó Giáo sư Nguyễn Thị Diệu Thúy, trưởng khoa cũng là trưởng bộ môn nhi tại Trường Đại học Y Hà Nội. Hiện giờ thì ở cái Bệnh viện Đại học Y này có đến 4 phòng khám nhi để khám tất cả các chuyên ngành trong nhi khoa. Thứ hai nữa là khi mà đứa trẻ khám bệnh thì thường nó không phải có một vấn đề, nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Ví dụ đứa trẻ tiêu chảy đó, nó kèm theo suy dinh dưỡng không, ăn kém hay không. Cái đứa trẻ mà nó đến khám sức khỏe định kỳ, có khi người ta kiểm tra thử nó có vấn đề sức khỏe tâm sinh lý nhất đặc biệt không. Ví dụ như là chiều cao phù hợp lứa tuổi không, cái trí tuệ hay là tóm lại là cái vấn đề về nhận thức của nó có phù hợp không, có sớm không, có muộn không. Và đặc biệt sau hậu Covid ấy, thì cái vấn đề sức khỏe tâm thần là một cái vấn đề ta đi tâm rất là nhiều. Và chính vì thế mà cái số lượng bệnh nhân đến khám bệnh viện Y nó rất là đông. Tại Khoa Nhi, chúng tôi hiểu rằng không gian ấm cúng và yên bình là cơ hội cho các bé tận hưởng niềm vui và hồi phục nhanh chóng. Với thiết kế thông minh và trang thiết bị tiện ích, phòng khám đa khoa và các bệnh nhiệt đới mới tinh của chúng tôi sẽ là nơi để trẻ em và gia đình cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo và an toàn nhất. Đội ngũ y tế của chúng tôi là những chuyên gia tâm huyết, luôn đồng hành và chăm sóc tận tâm cho sức khỏe trẻ em. Với trình độ chuyên môn cao và tinh thần nhiệt huyết, chúng tôi cam kết đảm bảo mỗi bệnh nhi được đón nhận sự quan tâm và điều trị tốt nhất. Chúng tôi luôn dành sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tiên tiến nhằm mang đến cho bệnh nhi môi trường chẩn đoán và điều trị tối ưu nhất. Trang bị với những máy móc hiện đại và tiên tiến, Khoa Nhi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đảm bảo mỗi bệnh nhi được hưởng lợi từ những phương pháp chữa trị hàng đầu. Con em thì hay bị ốm một chút nên là cũng muốn vào bệnh viện để thăm khám là tổng quát sức khỏe xem có vấn đề gì không và để cần hỗ trợ điều trị ạ. Thực ra đây là lần đầu tiên em đến với Khoa Nhi của Đại học Y. Thực sự là em cảm thấy hơi bị bất ngờ vì đang nói chuyện với chồng là ôi tại sao bệnh viện Y bây giờ lại sạch đẹp mà rất là rộng rãi và cảm giác con đến kiểu có rất nhiều các cái thứ mà để con cảm thấy thích thú và vui. Cái thứ hai là em thấy là bác sĩ với cả các cái anh chị nhân viên rất là nhiệt tình, kiểu thăm khám rồi thấy ngồi chờ lâu là đã được khám chưa hay như thế nào. Và quan trọng là em thấy là các cái thủ tục rất đơn giản, thấy là chỉ cần quét QR là có thể thanh toán được luôn và có thể lấy máu ngay trực tiếp cái chỗ mà nơi thăm khám mà không cần phải xếp hàng quá nhiều nơi hay là chạy đi quá nhiều chỗ ạ. Thì thực sự rất là bất ngờ và rất là thích. Con nhà em bị viêm khớp thiếu niên thể hệ thống ạ. Và em đã theo dõi các bác sĩ ở bệnh viện Đại học Y này rất là lâu rồi và cảm thấy rất là yên tâm cho nên là em đã cho con đến đây khám ạ. Và rất là may mắn là khi đến khám thì các bác sĩ rất là nhiệt tình ạ. Và thăm khám cho con nhà em rất là chu đáo. Nên là em rất yên tâm mỗi khi mà cho con đến đây khám. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cam kết tiếp tục xây dựng một tương lai tươi sáng cho sức khỏe trẻ em Việt Nam. Hãy đồng hành và chia sẻ niềm tin với chúng tôi. Đừng quên theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội và website của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị!